Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, từ hoạt động sáng tác, lý luận phê bình, biểu diễn, đào tạo và hoạt động hợp tác quốc tế về âm nhạc. Đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa 10 tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Qua đó, hoạt động âm nhạc cần bám sát thực tiễn sinh động của công cuộc xây dựng đất nước trong thời đại mới. Nâng cao vị thế của nền âm nhạc Việt Nam trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận, phê bình và đào tạo. Hội Nhạc sĩ Việt Nam chủ động phát huy vai trò phản biện xã hội, tư vấn cho các cơ quan quản lý về văn hóa, phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí, truyền thông để góp phần định hướng thẩm mỹ đúng đắn cho công chúng. Trong 2 ngày họp, Đại hội bầu ra 21 người vào Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa 10 và thông qua những phương hướng cơ bản của hoạt động âm nhạc Việt Nam trong 5 năm tới.